ấp xa dần rồi tăng ấp xa dần rồi tăng ấp xa dần sao ngoài kia chưa có mưa đổ tay đúng không ơi. Go. Hey 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 tăng ấp xa dần rồi tăng ấp xa dần rồi tăng ấp xa dần sao ngoài kia chưa có tuyết rơi. Chưa có tuyết rơi mà lòng tôi thấy buồn tan nát, bởi vì tôi chưa có tiền mua áo ấm mặc mùa hè. Gì vậy? Hát gì tào lao vậy? Gì tào lao? Đi mùa hè mặc áo ấm. Tôi đang tập hát để cho chuẩn bị một cái chương trình văn nghệ của viện dưỡng lão mình. À, tổ chức một cái ngày gia đình, hiểu chưa? Cái gì? Tổ chức một cái chương trình ngày gia đình trong viện dưỡng lão. Chà, viện lão chơi ác quá ha. Cái nơi mà không ai có gia đình là tổ chức ngày gia đình. Bởi vì vậy, mới tổ chức cho nó có. À, tập thôi mà ăn mặc là tóc tai đẹp vậy đó hả? Trời ơi, phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Ai làm tóc mà như chó táp vậy? Nè, không được xúc phạm nha. Tôi làm sao là làm? Người ta hát thì người ta hát cái nhạc nó trẻ trẻ, nó nhẹ nhàng. Già rồi hát bằng cái nhạc cà giật mấy cái nhạc giật giật là để mấy đứa trẻ như Phi Nhung nó hát, hiểu không? Cái gì? Mấy cái nhạc mà bay nhảy để Phi Nhung nó hát. Xin lỗi nha, Phi Nhung là đứng yên một chỗ và hát bài cò bay, bay nhảy cái gì, bay nhảy cái gì? Có bay cho nó được rồi. Mắc cười quá, hát cái nhạc cà giật người ta nhìn vô người ta cười. Già mình hát cái nhạc sao cho nó nhẹ nhàng, nó êm ái, hiểu không? Nó phù hợp với tuổi. Nè. Mình già mình phải hát cho thấy người mình nó trẻ lên ha. Còn ông á, già mà ông hát ba cái nhạc buồn á, từ từ ông già ông chết, hiểu chưa? Xin lỗi nha, cỡ tôi hát nha, tôi hát cái bài này bây giờ ông đờn tôi hát một bài mà cỡ như Quỳnh nghe là bỏ bài đó luôn. Rồi hát đi. Có đạo cụ đâu mà vô. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mưa đắng mây vẫn hay đi quê, vẫn mưa mưa rơi trên đường thì thầm, trời mưa sao không có nắng. Hay ghê không? Hát là hát như vậy, hát như vậy. Ông tào lao ông ơi, ông hát của tào lao ông tôi à. Trời mưa sao không có nắng? Thì bởi hỏi trong tình yêu. Mình hỏi nhiều câu cắt cớ gọi là tình yêu. Nè nè, ông không có khả năng hát thì đừng có bài đặt hát, thấy chưa? Tại bây giờ già rồi, cái giọng nó bị bẹt, bị tè. Sao? Giống như quýnh pizza mà nó tè cơ vậy đó. Chứ hồi xưa có giọng ghê lắm. Sao? Trời ơi, hồi xưa tôi hát, tôi đi thi mà, dễ nhất mà. Thi dễ gì? Cái cuộc thi gì Vi gì đó. Gì? Vi gì đó. Vista hả? Vista dễ nhất. Đừng có tào lao, tôi không bao giờ thấy mặt ông trên cái đó hết. Trên cái gì? Vista tôi dễ nhất. Vista là chương trình Thúy Nga, Paris by Night ta tổ chức. Tôi đâu hiểu thấy ông không? Thôi, không thấy mặt ông, ngay từ vòng loại. Vista Paris by Night gì? Paris by Night. Ông, Vista của tôi là Vũng Tàu á. Tôi thấy ở Vũng Tàu. Chương trình là tiếng hát ác tiếng sống. Ừ. Tôi ngồi ngay trên cái mỏm đá, ngay gần nhà ở ngồi nè. Sống ạp ạp tôi vẫn hát. Biển sông đừng chỗ tôi. Phàm. Rớt dưới luôn. Bữa đó biển động nó quạt rớt dưới luôn. Xong kinh nghiệm không? Cái gì cũng phải có cái khôn lên từ từ. Xong á tôi thấy là biển động mà thấy thua rồi à. Ngồi dưới đó là nó dập là banh sát. Ừ. Lên trên núi liền. À, rồi sao? Lên trên núi tôi nhìn xuống dưới đó, thấy biển trôi rồi tôi hát. Ô, rừng núi của ta. Phàm, rớt xuống chân núi luôn. Sao vậy? Bị mấy cha bắn chim chạy đạp xuống. Sao mà đạp bông? Hát quá chim bãi chân chạy bắn không được. Mấy chạy đạp xuống. Tào lao quá. Đó, từ đó là bị chấn thương là hết hát tới giờ luôn á. Ủa? Bị chấn thương đây hả? Cổ hả? Hả? À, chấn thương cổ gì? Nè, sao không chỉ đây? Không, té bị bông gân thôi, ở đây ngứa gãi. Đang ngứa. Vô duyên quá. Kể chuyện có thiệt là tôi kể chứ vô duyên vậy. Hả? À, nè, tôi thấy ba vụ hát này đó, ngoài tôi ra đó, trong viện dưỡng lão này, còn tôi thấy cái bà Liễu là bà hát hay lắm. Ê, ngồi xuống, ngồi xuống. Hả? Ngồi xuống. Sao? Sao mấy hổm đài không thấy bà Liễu ta? Tôi cũng đang thắc mắc á. Không chừng bà bệnh mới nằm đâu á. Tại vì trong viện lão này đi ra đi vô là thấy hết á. Hổm đài không thấy bà Liễu. Bị bả mấy cái môn hát bả mê lắm. Ông nhắc bệnh tôi mới đi. Ờ. Hổm đài cái da bả xanh xao lắm.
tôi nghĩ chắc bà uống trà xanh đó, rồi bà lấy cái xác trà bà ướp mặt bà hay sao á. Hả? Lấy trà xanh đó rồi lấy cái xác đó ướp. Chắc bà bị bệnh hay gì đó, chứ trà xanh nào mà uống xanh da cả. Bị bệnh á, tôi nghĩ bà bị bệnh hay cái gì đó. Mà sao ngó bà vậy, bà yếu quá. Không phải đâu, không biết nữa, cái nhiều khi không biết nữa. Trời có gì hả? Trong tâm tư chắc sắp chết rồi. Ờ, chắc vậy. Dám trù tôi hả? Em như cô gái hay xuân trong trắng thân chưa dương mùi trần. Xuân đến qua mơ qua mặn nở, gái xuân trải lụa trên sông dần. Thôi lên đi bà. Người ta là 15, 16 tuổi người ta hát bài gái xuân. Bà năm nay sắp xuống lỗ mà xuân gì nữa. Tôi đâu có khoe cái còn xuân của tôi khoe cái khác mà. Ôi hát cô gái còn xuân. Tôi là cái quan trọng của tôi là tôi khoe là trong trắng thân chưa lắm bụi trần à. Quan trọng là khoe cái đó chứ đâu có khoe cái xuân làm gì. Trong trắng hả? À. Bà già sắp chết là trong trắng hả? Ủa, bộ sắp chết không trong trắng được à? Bà ơi, nhìn bà thấy gốm hả? Ôi Liễu à. Bà, thôi ông đừng nói chị mất công. Mấy cái người hoàn cảnh như vậy người ta ganh tị. Tôi nói thiệt, chưa có ai mà dồn hết tất cả những cái nét đẹp của tất cả nhiều người mà dồn vô cho một người như tôi đâu. Sao? Đây nè, đầu tóc Thái Thanh. Khúc này là của Ý Lan. Đôi giày Nguyễn Hồng Nhung. Khúc này là của Hoài Linh. Đó. Khúc còn lại là của tôi, của Hoài Linh đó. Ba này ba tự tin quá. Dạ không nên nát nên mà lá chùm à. Ủa, làm gì ganh tị hả? Có cửa ganh tị với chị hả cưng? Làm gì ganh tị? Già nhìn lại ở trong diễn lão mà làm như ở bên Australia đeo vàng ngập mặt học sàng học xoài được ganh tị. Ừ, gia đình tôi có điều kiện. Con tôi nó nói má ơi, má vô viện dưỡng lão má ở má buồn quá, bây giờ nhà mình có tiền nhiều không biết làm gì, con mua mớ hột xoàn vô cho má bắn chim chơi. Trời ơi. Dạ rồi đâu có bắn đâu, thôi để đeo cho nó vui vậy mà. Thôi 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 nè, có tiền là để dành chữa bệnh đi, cái mặt vậy xuống sắc lắm rồi đó. Tôi xuống cũng kệ tôi, tôi vô đây ở nghe, xin lỗi đi. Gia đình tôi không phải là để đưa tôi vô đây ở đâu. Đưa tôi vô đây ở để làm gì? Tôi thích vô đây ở là để tôi giúp đỡ mấy người như mấy ông vậy đó. Làm từ thiện thôi. Xin lỗi không cần, đây không cần. Nghe, nhà mình được cái là cái gì cũng không có mà ngoại trừ tiền. Nghe. Tiền rất nhiều, con nó mua ba cái nhà bên Phú Mỹ Hưng. Nó nói ba không mấy 246, 357 ba chia ra ba ở chủ nhật, bạc ti nhà cuối cùng. Nói thôi, ba già rồi, đi tới đi lui mệt. Không, ba vô ba ở đi, không con chết, con chết. Tôi nói không, tao vô viện lão tao ở cây cảnh hữu tình, cho vui. Trời trời. Tính ra như anh là được đó. Mình lớn tuổi rồi, dọn nhà dọn tới dọn lui làm chi. Dọn đó. Vô Phú Mỹ Hưng mà 3-4 căn làm chi. Đi sao nổi. Chờ dọn một căn một vô Bình Hưng Hòa, yên tĩnh. Ủa, có cái khu mới hả? Ừ. Khu nào hả? Nghĩa địa. Cha này vô duyên à, vô duyên. Bán lựu đạn hả? Nổ á. Không có cái ông nào mà nhà 2-3 căn bên Phú Mỹ Hưng mà vô đây ở cái phòng nhỏ xíu chứ. Không có bà nào mà con bán học xoàn mà vô đây ở hết trơn. Ủa thích vô được không? Nó có điều kiện đó nha. Xin lỗi nha, cuộc đời mình vẫn còn tươi đẹp. Mình vô đây là chi? Để mình gọi là giống như mình đi gọi là ô, nhìn mấy đứa nhỏ ô, trời tội nghiệp mấy đứa nhỏ ô. Xin lỗi ông à, tôi không có cần gì hết. Cuộc đời tôi buồn thì lấy đờn ta hát thôi. Ô mê đi, mê đi, ô mê đi, mê đi đời ta. Hay quá, có mấy bài hát sáng tối qua ngày hôm sau vọng lại y chang mấy bài cũ. Kệ tôi à. Trời ơi trời, xin lỗi, cuộc sống của mình á, còn sống được ngày nào là mình gọi là tận hưởng, thấy không? Tận hưởng gì? Được cái không có đẹp trai mà có duyên, thấy không?
ai nói tôi ê sao ông này nói chuyện có duyên với Nguyễn Ngọc Ngạn. Này thấy không? Nè nè gì hot girl gọi miết không gọi mà hãng điện thoại nói ơ kêu bạn gái đừng gọi nữa nhiều tiền quá thanh toán không nổi đâu. Alo heo con hả? Trời ơi trời ơi đó nó đâu có quen người được nó chơi tới heo rồi đó. Heo con hả? Ờ anh thỏ trắng đây. Ông ừ thỏ và lấy heo đẻ ra con chồn hả? Chắc vậy quá. Alo ừ thỏ trắng anh sao hả? À, gì cái gì mệt quá hả? Ừ sao sao ừ gì ờ ông làm cái môi lên kìa rớt cái môi rồi. Ờ ông sao đâu thở đi hả? Viết thư tay gửi bảo vệ hả? Ra lấy hả? Ông cái hả? Thôi bữa sau đừng bắt hung nữa nha, bữa hung cái ướt điện thoại tay màn hình 2,5 triệu. Cấp máy over. Thấy không? Cái cuộc đời khi mà có một người phụ nữ mà mình yêu thương là 60 tuổi mà làm như bố máy đó. Nó sung, thấy không? Thấy không? Đó, bây giờ mình ra nè, mình lấy cái thư gọi là thư tay bỏ vào bảo vệ, mình vô mình đọc cho mấy đứa nghe nha. Thấy không? Cuộc sống khi mà nó có cái nó gọi là cái tình yêu đó thì nó vui lắm. Đi ra ngoài lấy cám cho heo ăn đi nha. Đây. Hai ông bà này nghi có tình ái gì nè nha. Tình ái gì vô duyên. Cuộc đời tôi là không hợp với người như vậy nha. Chứ đâu ai hợp với ông. Bà gì? Có khi nào ông nói thiệt không? Ôi cha này cha nổ mà hơi đâu mà nghe mệt. Không, tôi thấy thằng cha cũng lùng lùng chứ chả có duyên bà. Duyên duyên chứ đâu có con nào mà nó khùng mà nó mê cái duyên mà nó còn trẻ mà đi mê cái thằng cha mà người không ra người heo không ra heo. Ê! Bà đừng đừng làm nhiêu mà chết mẹ. Bà gì bà không quéo vậy đi vậy ông? Sướng đó. Sướng quá mà nó quéo người tưởng đâu kiến nó vô ngã ba. Cái điều này chắc vô chân cho heo ăn cái gì. Hãy nghe những lời ngôn tình của những người đang yêu nhau. Thỏ trắng cha nhớ, mới gặp hôm qua mà cha nhớ. Không có anh em không thể sống trên trái đất này được nữa. Dạ hai đứa chết chung đi cho vui. Bà vô duyên vậy bà. Thôi để ông đọc đi. Em chỉ chờ có một ngày đôi ta sum vầy, cùng sống, cùng thở, cùng ăn, cùng uống và thức dậy mỗi buổi sáng. Rồi, vậy là hiểu rồi. Trời ơi, tôi tưởng nó quen với heo con, ai ngờ cũng quen heo nái. Heo nái gì? Đây, đang chờ cái ngày mà hai ta sum vầy là cũng sắp sửa vô viện dưỡng lão rồi. Heo con là cái nickname thôi. Đọc cuối thư biết bạn gái tôi là trẻ hay già. Anh ơi, ai nói gì kệ họ, miễn sao mình sống hạnh phúc chút đời là được. Tuổi tác không quan trọng, hôn anh tóc tiên. Cái gì? Cái gì? Ông quen tóc tiên luôn hả? Tóc tiên, bạn gái, bạn gái. Trời ơi, ông may mắn vậy. Vậy? Tóc tiên mà tóc ngắn ngắn hát trong Midi Banai hả? Bà tóc tiên Banai nào? Cô ngắn ngắn đẹp đẹp hát trong Midi Banai đó. Không có, tôi quen bà Tiên làm tóc ở chợ Thủ Đức á. Bà, cha vô duyên thiệt. Bà làm tóc cho tôi rồi. Bà tên Tiên, người ta kêu em ăn tóc tiên làm tóc á. Tôi nói rồi mà cứ cãi tôi, ông cứ cãi tôi. Dễ gì? Thôi kệ, dù sao cũng có tình yêu gọi là cái letter gửi qua gửi lại cũng có sáng rảnh chiều rảnh tối rảnh mở ra đọc tới đọc lui cũng vui, còn hơn những người mà không có sắp chết già chết mòn đó, trên ghế đá. Có
chưa. Alo. À, tôi Trần Liêm Sĩ đây. Xe cấp cứu gọi hả? Cái gì? Thế hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đừng có xúc động quá. Ai chết? Ai chết ông nội? Tôi vui quá mà. Cái gì vui? Tôi nói nghe, tôi hát là tôi thu điện thoại. Cái gì? Tôi hát xong tôi thu vô điện thoại, tôi gửi qua bển. Người ta thích quá thì người ta gọi tôi qua bển. Làm ca sĩ hả? Ừ. Bển nào? À, bên kia bên này. Thúy Nga, Thúy Nga. Lên hương rồi. Lên hương rồi. Vui. Bắt tay. Trời ơi, cuộc đời lên hương rồi. Nói chung là hai mình là ăn ở có đức, cho nên trời cho cái dòng mà thất đức là phù mỡ. Đúng rồi. Hai ông là lên hương hết á. Mà mỗi lần người ta lên hương là bắt đầu cái hương qua thỉnh, hương qua đắng, trà trăm nhị tuần á. Bà là vô duyên. Tôi nói ông nghe nè, tôi nói thiệt á, cái dòng mà ở ác đó, càng ngày càng ác đó, thì suốt đời cô đơn trong hiu quạnh. Còn tôi với ông thấy không, sống thoải mái, thương người, cho nên trời cho tôi tình yêu, trời cho ông sự nghiệp lúc xế chiều. Đúng không? Ủa mà sao biết, sao biết? Bảo vệ kêu báo ra lấy thơ. À thơ bên Mỹ à? Ừ, thì tôi qua thấy nha. Khoan. Nè, lấy thơ mà rảnh, ghé phòng y tế. Để làm gì? Lấy cục bông gòn. Gì vậy? Cho chậm máu cho bên kia sắp ói máu. Rồi tôi chốt nha. Chị mà đi cạnh tranh với mấy cưng hả, còn lâu. Chị quẩn là chị ngồi chị điếm hột sàn. Đây 3 ca nè, 6 ca đây, 6 hột đây, tổng cộng là 18 ca, hai bên 36 ca. Ở đây không còn tính ca nữa mà tính xô, tính lon rồi. Thôi bà ơi, đeo mấy cái hộp tầm bậy tầm bạ, không có ai học xoàn mà đeo phơi bài giữa thiên hạ cho chúng giật hả? Ủa, bởi vậy mới vô viện dưỡng lão mới đeo, ra ngoài đâu có dám đeo, sợ nó giật. Ôi, nói không có căn cứ, không có cơ sở. Xong có cơ sở đi thử chưa, mua máy về thử đi cưng. Thôi, nhìn cái mặt là biết khảm tài sắp chết rồi, hôm nay xanh lét rồi. Đừng có chù ẻo tôi nha. Thấy cái mặt, đó thấy chưa, dấu hiệu của những người sắp chết là ho. Có thơ. Đọc ngay chơi, bên Mỹ, chắc tiếng Anh không hả? Không. Đây, nghe nè. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Thấy nước ngoài tên lịch sự không? Bên Mỹ mà, cái gì? Kính chào ra ngoài. Chào chưa có chứ. Ừ. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần, nhưng không được. Sau này, nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến nơi. Chúng tôi rất thích tài năng của ông. Và hy vọng ông sẽ hợp tác. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Ký tên Barito. Ồ. Ghê không. Lên hương. Chỉ có những người mà sống có đức mới vậy thôi. Ôi vui quá. Xa là vui. Xa chạy ai bên đường gái, ai nấy cũng thiệt vui. Nè. Vừa phải ta nghe. Ô trời ơi, mấy người mà. Trời ơi, đừng có nói cái quen với tụi tiên đồ ấy. Gửi thơ với tay, thơ tay đồ. Tình yêu. Có mệt quá không ơi. Tình yêu bà làm gì có. Trời ơi, nói có hay không. Đây, thơ tụi chị vậy. Làm gì? Loài chành té bứa đây ha. Gì vậy? Dở qua dở lại trắng nõn không có chữ nào ha. Cái gì vậy? Bị đặt ngôn tình hả? Yeah. Nè có chữ nào đâu, ông coi đi. Ông. Cái đó là người ta gửi trên Facebook mà không có in đặt cái mực nó hết pin. Mực nó hết pin gì đó, hết pin hết mực gì đó. In ra không có được. Nè. Tại sao ba ngựa chung phòng mà ông lừa dối vậy? Ê, bậy. Anh, tiếng Việt mình nó rõ ràng lắm. Ở chung viện dưỡng lão chứ không có ở chung phòng. Xin lỗi cưng. Thân chưa dướng bụi trần. Thấy gốm á, thân chưa dướng bụi trần, thấy gốm á. Nè, tại sao ông ở chung phòng của tôi mà ông lừa tôi vậy? Hả? Tôi nói thiệt với ông, tôi không hiểu tôi chơi với người lừa dối. Làm gì dữ vậy? Chắc ông không lừa. Xin chào ông Trần Liêm Sĩ, chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần nhưng không được. Sau lần này nếu không được chúng tôi sẽ trực tiếp đến tận nơi để đòi nợ. Chúng tôi rất mong ông trả tiền cái đờn guitar thùng mà ông đã mua 2 năm trước. Và hy vọng ông còn chút liêm sĩ mà trả nợ, ký tên Mã Thị Tố.
Vậy mà đọc chữ Marito ngon lành ha. Trời ơi, cái da mặt dày hơn cái da trống nữa ha. Trời đất ơi, bịa nguyên câu chuyện ở bên ở máy di khờ gỡ về. Thôi thôi, đây, đừng nói gì hết. Bây giờ hai người im lặng là vừa, để cho chị ra ngoài, chị điếm hột xà ha. Ở đây các em cứ quăng lựu đạn đi. Trời ơi, quẩn ăn ở không quá à. Hay quá ha, bà hay quá ha. Không hay sao bán vé. Hay quá ha. Ôi giờ sao, có ảnh hưởng gì không? Nhìn gì? Nổ hơn lựu đạn. Lỗi rồi, ông mới nổ hơn tôi. Thơ tôi còn có chữ, còn thơ ông trắng quá. Thà không có chữ mình bịa ra cho dễ thương, còn có chữ mà từ cái khúc người ta chửi, người ta đòi nợ mình là như bên kia mời. Ai nọ kìa? Không phải điện thoại tôi. Đây nè, bảo quên nè, nghe đi. Nhanh. Ê, nghe gì có sao không? Nghe đại đi. Ông nào kiếm bả đó. Nghe đi, bắt cho biết coi, bắt cho biết coi. Con không ai? Con yêu. Con yêu hả? Ủa, tôi quen con heo, bà quen con yêu hả? Bấm cho biết cơ. Alo, má hả má? Má à, con nói má nghe nè. Mai mốt á, má ở trong bệnh dưỡng lão luôn đi. Rồi má cần cái gì á, rồi con mua cho má, con gửi tiền vô cho má xài. Chứ má đừng có về thăm cháu, lỡ má gây bệnh cho nó sao? Ông nói với má ông á, ở trong chổng cho yên đi. Mai mốt chết, tôi làm đám ma thiệt lớn. Thôi mà em, để anh nói chuyện với má. Thôi cái gì mà thôi, về lây bệnh cho con tôi rồi sao? Thôi mà, được rồi. Để nghe sao tắt chi vậy? Hết pin rồi. Ôi, 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 ôi. Đây, 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 đây. Ê, ê, bà. Quên cái vỏ. Bà xào mình hả, đúng không, đúng không? Chứ làm gì có, còn bà chửi bà như thú hả? Bởi gì? Ờ, đi ngang. Cảm ơn. À, cảm ơn giữ cái vỏ giùm hột sàn không à. Nặng quá. Ờ quên, để điện thoại cho con. Nó tính gửi hột sàn vô nữa mà cản. Con tôi nó cưng tôi lắm. Cứ tiếng hồ phải gọi một lần, tiếng hồ phải gọi một lần vậy đó. Alo. À con hả con? Má nè. Thôi má mệt dữ lắm rồi, má không còn sức để đếm hột sàn nữa đâu con ơi. Con gửi thúng vô cho má đông đi. Ờ thôi còn tiền bê cất đi hả? Để im nói chuyện với con. Ờ thôi chừng nào công chuyện trong này bận lắm, má đang giúp đỡ mấy ông trong này nè. Bà Liễu, khi nào má rảnh mới... Cái gì vậy mà? Khi nào má rảnh mới gì à? Ờ bà Liễu, nhà cứ cho mướn hết đi, má Liễu, không có ở. Liễu à, cái dây điện thoại hết pin mà gọi gì? Hết pin thì kệ nó chứ mắc mơ. Nhìn gì? Hồi nãy nó gọi vô. Cô bà nó gọi tôi nghe rồi. Trời ơi, nó thương bà lắm. Nó nói là trời má ơi, sao má vô đó chi ở nhà với con, vợ con thương má lắm. Rồi cháu nhớ má lắm. Tội mấy con mà chỉ thương quá bà. Nói chỉ thương thiệt mà. Công nhận con bà lễ phép lắm. Nói chuyện có đầu có đuôi hết. Ồ. Cảm ơn mấy ông. Cũng biết an ủi tôi quá ha. Con tôi đẻ nó ra mà nó nói chuyện sao tôi không biết à. Mấy năm nay tôi cứ lén lút về thăm cháu, con mình nó đó chứ mấy. Chồng tôi chết rồi, nó còn ở trong bụng á. Tôi ở vậy nuôi nó lớn, rồi cũng cưới vợ cho nó. Nó có con đi. Con vợ nó biết tôi bệnh, không có thích tôi ở trong nhà nữa, nên nó đưa tôi vô đây. Thôi mấy ông biết rồi, giấu chi nữa. Ai cũng có hoàn cảnh thôi. Lúc mà vợ tôi còn sống,
tôi lo ăn chơi cờ bạc, rồi vợ nó cũng bệnh không biết, xong ấy đi chơi biết, xong ấy tới ngày bác sĩ nói tôi về đi, hết cứu rồi. Trong cái vợ chết, trong một mình không có con cái, buồn trong cái vô luôn. Còn tôi á, một ngày đẹp trời tôi về nhà thấy đồ đạc trong nhà lộn xộn, tiền bạc trong nhà không còn một cắc, tìm một hồi á mới thấy một cái lá thơ vợ tôi để lại. Bà nói bà phải đi là ở với người khác, tại vì sống với tôi mà tôi không mang lại cho bà một đứa con. Nhưng mà cũng không phải lỗi bà đâu, lỗi của tôi. Tôi vô sinh mà. Nhưng mà vô đây gặp hai anh chị đây, mình bỏ qua chuyện cũ đi, mình phải vui lên, đúng không? Bây giờ buồn làm cái gì? Mình phải hát, mình phải cười. À, còn nhiêu ngày sống ở đâu buồn làm gì? Dạ sắp chết rồi vui, được ngày nào vui. Ông nhớ đó nha. Nhớ, chồng nhớ. Từ nay không có gây chuyện với tôi nữa nha. Bà có chết tôi cũng gây như thường. Thôi. Dạ, vô duyên rồi gây chứ sao? Mới nói đã gây rồi. Bây giờ gây chứ sao? Thôi. Nhìn mặt không ưa. Ôi chứ mắc mơ gì ưa, ai ưa ông? Mắc mơ gì tôi ưa bà? Thôi tôi can đi. Can tôi cũng không ưa ông luôn. Cái gì vậy? Ông ra. Không ai tôi ưa gì đó. Ra ngoài chơi với dế đi, ở đây không có người đâu. Thì nói chung là còn sống ngày nào vui ngày đó. Mình phải vui đi. Vui. Ra. Vui mẹ. Đi em ơi. Hãy để dấu những dòng lệ rơi. Hát đi bà, hát đi bà. Hãy ngơ mặt nhìn đời, vì đổi thay ta mang tiếng người. Ta không thèm làm người, ta làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, ta làm mây bay khắp phương trời. Hey! Cười lên đi em ơi, cười tươi giống như dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đời đi bà con. Đôi thấy ta vàng tím. Ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời, ta đã chim bay khắp phương trời. Liễu, má, con biết là má thương con, thương cháu, nhưng mà má bà hết nợ với Trần Giang rồi ông ơi. Không có vui má ơi. Thôi, má lỡ thương con rồi, má thương cho con nha má. Bà đi thanh thản nha Liễu. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đập nào gõ nhịp không. Cái nhà bà sắp bị nhà băng kéo rồi gì?
Trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy. Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi, chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo. Gớm, nhà tôi nó cũng sắp lo, nó kéo mẹ nó rồi đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. Hả? À, không có gì. À, sao? Yên tâm đi, ngày mai cứ đến nhà tôi vẽ cho một lá bùa, bà về bà dán trước cửa nhà bà, nhà băng không bao giờ để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu, nó đóng cái cọc nó bán nhà cho người khác thôi. Không, nói thế đùa với bà chị cho vui ấy mà. Thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì? Gớm khổ, mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô, tôi thì giữ cái nhà cho bà, tôi lấy một lần có 300 đô mà. Đừng tham với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha. Nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng, vâng, thôi chào bà chị. See you tomorrow. Chào thầy. Chào bà chị. Vâng. Dạ, chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ. Thú thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì. Mình đi là mình phải có lòng tin. Bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế, mình phải tin. Vâng. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Chị phải tin như thế thì mới được. Dạ. Tôi nói cho chị nghe, chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngải đâu nhá. Sao thầy? Đây này, chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy. Dạ, vâng. Nó đeo cái nanh heo, đạn bắn không trúng. Ồ, oh, thì ra là mình, nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng, phải không thầy? Chính xác là thế. Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq các thầy? 4.000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu, trúng tim, có trúng nanh heo đâu. Nanh heo là bùa mà. Ồ, oh, thì ra là như vậy hả thầy? Ờ. Ôi, nhưng mà con, nhưng mà thầy, ở Mỹ ấy, mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này, tôi nói cho cô nghe nhé, cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình á, nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mách về thầy. À, trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nghĩ thôi, cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm, cứ tới nơi là tôi giúp. Vâng. Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bào chữa cho tôi là tôi hay, tôi giỏi. Dạ. Nhưng cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Bởi vì sao cô biết không? Sao, sao thầy? Đây này, ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ôi giời ơi. Để người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. À. Ôi giời hay. Ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm bùa của thầy à? Đến nhờ tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama, ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thảo nào cứ nói cái ốc là ố mà, cái kiểu thế. Nói về đây này, tôi nói cho cô nghe, cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Oh. Ngải nói ông mới ra, ông nói chuyện, ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Ồ, oh, thế à thầy? Đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Ôi giời, cộng đồng Việt Nam mình, sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là, đây cái chữ tận tâm, kết quả, uy tín, kín đáo là nằm hàng đầu tiên. Đếm từ dưới lên, kín đáo. Ồ, dạ vâng. Nhưng mà mình là uy tín. Đấy, dạ vâng. Mình phải giữ kín đáo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế, người ta đâu có muốn ai biết. Ồ, đây rồi. Là cộng đồng Việt Nam nhé. Tôi kín đáo vô cùng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Vâng, vâng. Vâng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết, rồi vài triệu người sẽ biết sau này. Ủa, tại sao lại vài triệu người biết thầy? Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết. Đây này, cái người này nổi tiếng lắm nha. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ai thầy? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế. Ồ. Nói như thế thôi, cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi, nhưng nên tin hay hay hơn. Thầy nói thế à, ngải nói là có thật à thầy? Có, tôi nói cho cô nghe, nhiều người người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả, nhưng vẫn cho mượn. Đấy. Cũng may, may là ngày hôm nay con tới gặp thầy, thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy à, con muốn hỏi thầy ấy, bùa ấy, có linh nghiệm không thầy?
Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già Việt Kiều ấy, gần xuống lỗ rồi, hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái trong ấy nó dụ hết sạch, vì chúng nó xài bùa yêu, phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai ra ấy. Bây giờ đấy, gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc, là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hấp dẫn được mấy ông ấy. Chứ còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Thì con biết thân biết phận của con nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà super cực mạnh ấy, để con giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai, làm phép cho ai, tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà super king size ấy. May ra còn quyến rũ được một thằng nó rớt rớt, hiểu không? Thầy, chứ yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô. Nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ, thằng chồng của con. Ô, thế là thế nào? Thì thằng chồng của con ấy, nó chán con nên con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại với con. Nó liên nó tự ly dị với cô à? Không, sự thật mà nói ấy, thì con bỏ nó trước. Tự thằng chồng nó ngu lắm. Nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác, cái thằng này còn ngu hơn nó đấy. Nên con muốn trở lại. Nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì ấy, nó chán con rồi, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy. Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi. Thầy, mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó còn mình đòi cái mặt nó nóng hả? Nó mà nóng lên nó còn vác búa nó đập cho vào đầu mày. Thầy, điên, con thì điên rồi. Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi? Dạ được 7 năm rồi thầy. 7 năm cơ? Vâng. Thế thằng này cũng thuộc hạng can đảm đây. Thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy, một đạo bùa yêu để con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được. Nhưng mà thầy, thầy tính bao nhiêu tiền vậy thầy? Thần thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Dạ. Tôi không thích nhắc đến tiền bạc. Ô, thế là thầy làm free phải không thầy? Free thì cũng không phải là free. Nói đúng ra thì thần thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy. Mà dạ muốn vâng. Làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm, có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cứ molly thót. Đấy. Dạ. Thế bây giờ đấy cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi trời. Thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Thế mà tốn 500 đô thôi thả con khỏi yêu còn đỡ hơn thì thầy ơi. Hay cái cô này, hay nhỉ? Bây giờ cô bỏ cái 500 bạc, cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời, còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Đấy, tôi nói là tôi thương lắm mà tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này tôi cảm thấy tôi làm mà tôi áy náy với lương tâm. Thầy, không phải là áy náy với cô mà áy náy với thằng chồng thầy, cô ấy. Này thầy, đếm đi. Đủ nhá thầy. Con mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không, tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi phải thử cho chắc ăn. Nếu nó giả một tờ lấy đâu ra tôi đắp vào cho thần thánh. Không phải tôi ăn đâu. Thế bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ, ba chén chè, ba ly nước. Ô, còn thừa một chỗ lại quỳ. Dạ, mặt nó tròn vằn vạnh như cái mâm đấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó ba ly nước, ba chén chè. Tôi tưởng cúng cái gì, ý là thằng chồng mặt tròn vành vạch cái gì. Dạ vâng. Rồi còn cái gì đặc biệt không? Dạ, còn một hạt đỗ đen quanh vằn mồm. Hạt đỗ đen quanh vành mồm. Vâng. À, nó ruồi ấy hả? Dạ vâng. Sao nó diễn tả cái này mình coi trên ba di bai lai mình thấy giống như là thằng Chí Tài ấy nhỉ? Ồ, thầy nói con mới để ý. Nó có giống thằng này không? Ôi giời ơi, thầy bói hoài quá, giống y như Khuân vậy thầy. Rồi, thế mới gọi là thầy hay. Vâng, nhưng mà
thầy cái này thì để vào đâu đây thầy? Bây giờ mình... đem cái này về. Vâng. Đấy thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Để đeo nó. Vâng. Mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thần thánh cho chết à? Thầy. Thần thánh nắm phải lựa chỗ thoáng thoáng chứ. Cái nào nó cũng đẹp đẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. Vâng. Đây này, không có đeo ở đấy. Đeo ở đâu vậy thầy? Bây giờ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không dạ. Quần ngải cái nó không linh là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đó, đi tắm cũng không được tháo ra đâu. Ôi trời, nếu mà không tháo ra thì nó rớt hết thì sao? Vẫn rốt gì mà rốt lắm, thì lấy cái bọc ni lông ấy rồi khâu nó lại. Vâng vâng, vậy để con lấy nhớ này. Vâng. Cái này dặn mới quan trọng. Dạ nhá, cô về đấy càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy. Dạ bao lâu mới được tắm thầy? Một tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiên cử. Dạ. Không ăn được thịt. Vâng. Nhá, tất vâng. Cả các loại thịt không được ăn, chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng 4 thứ. Vâng. Là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua giang me, tôm hùm và ốc vòi voi. Chết bỏ mẹ rồi, mấy cái thứ đó đắt tiền, quá tiền đâu mà ăn những thứ đấy. Thần thánh nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe, nó đi giúp cho cô chứ cái này. Này, nhưng mà kỵ cái này này nhá. Kỵ gì thầy? Nhớ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng. Mình đeo cái này nó kỵ cái đấy. Vâng, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ, nhưng mà chỉ được ăn 3 món thôi là tôm hùm, cua giang me với lại ốc vòi voi. Ừ. Dạ vâng. Vậy thôi mày con đi về nhá. Để con làm cho bùa nó linh nghiệm nhá thầy. Ừ. Mày con cảm ơn thầy nhá. Ừ, không có gì. Dạ vâng, con chào thầy. Vâng, vâng. Chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. À bà chị à. À vâng tôi nhớ rồi. À thì phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết chỉ đến tôi là đúng rồi. Ông ấy thế nào rồi? À chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng thì nó hết ung thư. Thế bây giờ mới có 2 tháng nó vật ngửa ra nó chết có phải tôi đâu. Bà đổ thừa như thế không đúng. Cái gì nó rõ ràng. Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem. Nếu mà nó chết á, sau 3 tháng mà nó chết tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ mới 2 tháng nó chết là tại vì nó thích chết. Cái gì? Giả tiền lại á? Xin lỗi đi nhá. Chồng bà bệnh mấy năm rồi đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui trả bao nhiêu tiền bây giờ bà đến bà đòi nó được không? Vớ vẩn. Cúp đi. Cúp dai away. À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Thầy đây có phải là master thạch cao chuyên về bùa ngải không ạ? Yes. Dạ. Master thạch cao chuyên gia bùa ngải thưa em. Dạ. It's me. Dạ. Tại con hỏi về thầy con biết là người Việt không có họ Thạch. Thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì? Tôi là người Việt. Nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Nam Vang cơ. Dạ. Thì sư phụ tôi là họ Thạch. Dạ. Anh có biết cái dòng họ Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Dạ dạ biết. Đấy Thạch Sanh Lý Thông. Dạ. Xong này á thì Thạch Sanh mới sang bên Nam Vang. Dạ. Rồi từ Nam Vang mới chuyển về đây mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Nam Vang tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Dạ. Tôi lấy họ Thạch. Dạ. Dạ sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? À sư phụ tôi là Thạch Sùng. Dạ. Tôi lấy tên Thạch Cao. Thạch Sanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Chè cho dễ nhớ? Vớ vẩn. À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở Campuchia là nổi tiếng là có nhiều pháp sư chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy. Ủa vậy hồi cái Khmer Đỏ mà giết cả triệu người Miên á,
sao không thấy ông thầy nào ra tay thư một vài thằng Khmer để cứu dân? Lúc đó nó cũng chạy bỏ mẹ nó rồi. Có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi thì chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì? Dạ dạ, dạ con biết rồi. À, vậy có nói tóm lại, thầy là người Việt gốc cây. Ai ai dạ không, gốc miên. Dạ. Dạ, cho con hỏi thăm sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Tại sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy? Sư phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi. Kiếm đâu nữa mà gác. Sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi, nghe mà đau lòng. Sao vậy thầy? Ông ấy năm nay cũng 70 rồi. Dạ. Ông mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần ông ấy ngồi xe lăn luôn. Yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong nursing home rồi. Rồi để từ nursing home ra funeral home cho nó tiện. Vậy tiếc quá. Không biết là sao mà con, cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười, anh yên tâm, tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Dạ vậy thầy giúp cho con xin một đạo bùa yêu đi. Để cô gái phải không? Dạ. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ không có. Đang máu à? Không có. Con xin là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế bây giờ để xem. Thế vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ chuyện nó gì? Vợ con nó chê con trước. Cách đây 6 tháng á, nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu á, thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn xin một đạo bùa để cho nó đi luôn đi, đừng có quay lại. Đấy là bùa chống yêu. Làm bùa yêu thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh, để bà giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá vậy thầy? Trời ơi, nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng nó lại vợ con quá. Tiếc làm gì, gớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Đây ngồi chờ tôi, nhanh thôi. Cái này đây bùa đây là yêu này, chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Yeah. Mình phải úp lên đây. Thế bây về giờ về để cắt đôi ra. Yeah. Nhá, rồi đeo vào. Dạ đeo trên ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời đất ơi, cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy? Còn cái lách lại. Lâu lâu nó mới ngọng một tiếng mà nói nhanh là nó bị thế. Cái nách tôi dạ, nói dạ. Được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh cái lách đấy. Dạ. Bây giờ đây đeo vào đấy rồi chờ tôi tí. Dạ. Anh thì phải trì nó phải mạnh hơn thì mới được. Này đây đeo vào cổ. Về phải đeo cái đấy và đeo 2 cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy. Mà nếu mà có tắm ấy, thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Tắm bằng giấm. Hả? Tắm vậy chua lét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn cãi cái gì nữa. Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm, đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm, cả năm không tắm đi. Con nào nó dám đến gần. Chưa gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ôi thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi thầy. Hồi nãy ấy, thầy dặn con là đeo cái lá bùa này ở lưng quần. Nhưng mà không biết là đeo cạn hay đeo sâu vậy thầy? Bà phải vận dụng trí óc, bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạt cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ vâng. Anh Giai xong rồi, anh Giai. Ôi ôi rồi, sao mà nhìn thấy quen thế? Anh làm gì ở đây?
Hèn chi em chạy về nhà em không thấy anh ở nhà. Anh làm gì lại đây? Ô, hóa ra hai người biết nhau à? Dạ không, chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì thầy Thạch Cao là chuyên trị về bùa ngải. Về thầy, thì em tới em kiếm thầy để thầy cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau trọn đời tới ngày răng long tóc bạc. Thầy ơi, kẹp trong nách rồi sao nó chưa bùa chưa ứng nghiệm? Nó còn thương con kìa. Mày kẹp vào nách mày phải chờ nó lên cái độ nóng rồi thần thánh mới thức giấc chứ. Mày mới mà kẹp xong rồi linh nghiệm ngay là sao được. Anh ơi, hay nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây? Trời ơi, thương vợ lắm, gớm khổ thương vợ, bảo vợ con thích ăn nem. Con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lì. Trời ơi anh ơi, trời ơi, em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi, sự thật mà nói trả cho thầy 500 đô thì cũng tiếc lắm. Nhưng mà giờ 500 đô mà vợ chồng mình thương nhau vậy. Thôi con cảm ơn thầy nha. Chứ đóng rồi, tôi chưa ăn thiểu việc. Trả được con 600 đô á. Không thôi tôi trở lại Thạch Cao thành Thạch Vũ á. Thôi. Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi trả lại. Xin lỗi các người đi, các người chỉ cần nhìn cái tận tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund, no exchange. Cần cho gì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này. Uống ba tất lưỡi thôi, đấy, đã dụ được 1,000 mốt. Thế là trong vòng 1 tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này à. Toàn là ba cái thơ đòi nợ với quảng cáo không. Alo. Alo. Ừ, ai vậy? Dạ, xin lỗi, có phải là văn phòng luật sư Chí Tài không dạ? Dạ phải. Nghe vậy luật sư có trong văn phòng không dạ? Tôi đang trong văn phòng tôi mà. Ủa sao tôi đâu thấy đâu? Tôi sau lưng cô nè. Ủa? Trời ơi, vô tư đây mà còn nói sale chi cho nó tốn tiền. Biết sao không? Quen rồi, sang quen rồi. Nhiều khi sát bên nó cũng cầm điện thoại bóc gọi. Chào cô. Dạ, chào luật sư. À, cô có thể cho tôi biết tên được không? Em hả? Em tên là Hương Thủy. Hương Thủy? Cái gì Hương Thủy? Dạ, chế Hương Thủy. Trời đất ơi, ba cô bây giờ khỏe không? Ủa, luật sư biết ba tôi nữa hả? Trời ơi, biết sao không biết? Ông nổi tiếng lắm. Ủa, là ai vậy? Ca sĩ Chế Linh á. Đâu phải đâu. Bộ ai họ Chế là cũng phải con của Chế Linh chứ hả? Ủa vậy không phải hả? Không phải. Thì xin lỗi. À, bữa nay tới đây có chuyện gì đây? Thì tới tìm luật sư để ly dị chứ tới tìm luật sư làm gì? Cái gì? Ly dị hả? Ừ. Làm ơn đứng xa xa chút đi. Sao vậy? Đứng xa xa chút đi. Đứng gần dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Đẹp trai khổ lắm người ơi. Trời ơi trời, con ổng tự tin dễ sợ chưa kìa. Cô có thể cho tôi biết là lý do nào cô ly dị chồng? À, chồng cô cờ bạc. Trước có giờ không? Hút chích. Trước có giờ không? Rượu chè. Trước cũng có giờ cũng không luôn. Trước có bây giờ không, một con người quá hoàn hảo vậy tại sao phải ly dị? Thì, cô thương chồng cô không? Thương chứ. Hay là chồng cô bị khùng? Anh khùng á, có tự nhiên nói chồng tôi khùng. Chứ tại sao, lý do nào mà ly dị? Thì bây giờ khó nói quá. Không thấy luật sư có cây gì cho mượn đỡ đi. Cây gì? Thì cây viết á. Ủa vậy hả, cây viết hả? Tôi tưởng văn phòng tôi đâu có cây gì đâu. Trời ơi, thì văn phòng phải có cây viết chứ. Từ có cây gì? Tôi nói rồi, đột ngột tôi đó, tôi kiếm. Có không? Nè có nè. Ê trời đất ơi, cây viết luật sư bự dữ vậy hả? Luật sư vậy không, cỡ đó không á. Trời, luật sư nói sao chứ em hỏi tôi lại văn phòng kia kìa. Ông luật sư kia ông đưa tôi cậy ấm nhách về thòn à. Ừ. Trời ơi, cái đó là viết chì cô ơi. Ủa vậy cô hả? Này là viết quyến tử. Ồ. Thấy không? Rồi sao? Lấy thì viết làm gì đây? Thì bây giờ tôi ví dụ nè ha. À. Chồng tôi là cái viết này nè. Ừ. Thấy không? Ừ. Nhưng mà ổng... Sao? Ổng... Ổng sao?
ông hết mực á. Hết mực? Ừ. Lão, đứa nào nói tao hết mực? Ai? Tiếng nói ai mà nghe hùng hồn vậy? Ai? Tao nè. Trời đất ơi. Nghĩ sao tướng đi đẹp vậy mày kêu hết mực? Trời ơi, không chừng tao mực nhiều rồi tao đi không nổi sao? Cô ơi, đi ly dị không đem chồng theo, đem ông nội ngoại theo chi vậy? Trời ơi, chồng của tôi đó. À, chết cha. Chồng hả? À, xin lỗi nha. Dạ. À, được rồi. Có mặt hai người thì dễ làm việc hơn. À, bây giờ mời cô bước qua bên này. À. Dạ, mời cụ bước qua bên này. Ôi, xin lỗi, luật sư mới mời ai hả? Dạ, con mời cụ. Nhiều tuổi mà vô duyên muộn hả? Nghĩ sao ta đi hai vợ chồng mày mời vợ ta mày mời em mày mời ta mày quất cái tớ cụ là sao? Mời cho nó ngang hàng trang lứa cho nó trăm năm hạnh phúc coi. Cho nó nhí nhảnh chút coi. Dạ. Dạ. Em mời anh bước qua bên này. Đó, mời vậy là anh nhí nhảnh liền á. Dạ, mà nhí nhảnh ghê. Qua qua rồi. À đây ơi. À, sẵn đây cho em hỏi anh ấy được bao nhiêu tuổi vậy? À, hỏi tuổi anh hả? Dạ. Em nhìn mặt anh hấp hấp vậy chứ lớn hơn em không nhiêu đâu. Dạ hả? Năm nay anh 79. Dạ. Mày sinh năm 80 phải không? Dạ đúng rồi. Tính số anh hơn mày có số hả? 79, 80. Trời ơi, chưa thấy ai khôn dung già này lấy tuổi mình so năm sinh người khác. Miễn sao có số so thôi chứ. Phải rồi, nghe tuổi là biết trâu già khoái gặm cỏ non. Ê kệ ông nội tao nghe mày. Tao còn cặp nú không mà tao nhắm tao gặm được tao gặm nha. Mà tao gặm cỏ ngoài đường chứ bộ tao chui vô từ đường nhà mày tao gặm hả? Sư thôi mà. Thôi được rồi. Bây giờ hai người có thể nói cho tôi nghe là hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Để em kể luật sư nghe. Sao? Tôi với ổng quen á một chỗ á, rất là dễ thương, rất là thơ mộng, rất là mùi. Công viên phải không? Không. Cà phê máy lạnh? Cũng không luôn. Thì chưa ở đâu? Trong tiệm bún mắm á. Hả? Trời ơi, bún mắm mà sao lãng mạn mùi mẫn được cô? Thì bún mắm mà không có mùi cái gì có mùi mày. Rồi sau đó thì sao nữa? Lúc đó bạn ngồi trong trong tiệm đó. Dạ. Tôi bước vô. Dạ. Vô tình bà làm rớt một món đồ. À, rớt món đồ đi. Đó, ví dụ đi. Ừ. Rồi bà mới cúi xuống bà lụm. Dạ. Mình đàn ông mình ga ra mà ga lăng mà. Ừ. Tôi cũng cúi xuống tôi lụm tình cờ tay tôi nắm tay bà. Rồi sao? Tự nhiên lúc đó nhà hàng nó bật nhạc lên cái hai đứa tôi nhìn nhau cái phim Hồng Kông. Ủa? Phim Hồng Kông là sao? Nắm tay cái yêu luôn. Trời ơi, ông anh nói em phải để ý nha. Hồng Kông mà hãy thấy nắm tay cái có nhạc lên là yêu à. Để là thí dụ thôi nha. Thí dụ như là đây là cuốn sổ. Anh làm rớt xuống. Em cúi xuống lượm đi. Rồi anh cũng cúi xuống lượm. Tình cờ tay anh nắm lấy tay em. Tình cờ cái mỏ mày chảy máu nè. Gì kỳ vậy? Mày có tin là mày vô tình mày lụm cuốn tập mà mày phải cố tình mày lụm răng mày không? Bà nội cha mày tao hốt mày nha. Tao chưa ly dị mà mày dê vợ tao là sao? Dạ không có. Làm thí dụ thôi mà ông anh. Thí dụ nhiều thứ chứ. Dạ. Bây giờ sau đó thì xin bỏ Hồng Kông thì sao nữa? Sau đó hai đứa tôi mới mằng đám cưới. Trời đất ơi, làm gì nhanh như tên lửa vậy? Luật sư không nghe ông bà mình có câu hả? Câu gì? Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày. Sao? Tao chết. Ủa? Sao chết kỳ vậy? Già chết chứ sao vậy? Mày học tới luật sư mà có cái già chết mày cũng không hiểu hả? Tại sao hai người yêu nhau ha, cưới nhau lẹ vậy? Tại sao giờ mới ly dị? Thì tôi hỏi luật sư nghe nè. Tôi trẻ đẹp như vậy nè. Ừ. Nhiều khi tôi thích đi quán bar. Tôi thích đi nhảy đầm. Tôi thích đi vũ trường. Vậy mà ổng cũng đòi theo. Thì tôi cũng chiều ổng. Tôi cho ổng theo tôi. Cái tôi dẫn ổng đi. Cái bữa đó vô cái quán bar, tự nhiên tôi mở cửa ra nhạc sập sình. Cái ổng xỉu à. Trời ơi. Xỉu cũng kể chi vậy?
Trời ơi, biết ổng già yếu vậy, yêu chi rồi giờ than khổ. Nhưng mà hồi đó tôi lấy ổng cũng vì lo cho gia đình tôi nữa đó. À, hy sinh cho gia đình. Nói như vậy là từ xưa tới giờ, từ xưa tới giờ em lấy tôi chỉ vì tiền thôi hả? Chứ ông nghĩ sao? Ê trời, nói câu nghe nhẹ nhàng mà như tạt thao nước cho mặt người ta vậy. Né qua một bên, tao nổi điên rồi đó. Còn em, vậy là tôi đã hiểu lầm. Từ xưa tới giờ tôi cứ tưởng em lấy tôi là vì nhan sắc chứ. Hả? Trời ơi, bước xuống đi cụ ơi. Câu này tôi bị hố ha. Hố lắm rồi. Trời ơi, nhan sắc tự tin còn hơn tôi. Thế rồi cái đó tôi biết rồi, nhiều khi tôi tự soi gương tự ói mình. Ổng như vậy hả, lấy chi rồi ly dị tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên đi, tôi nói luật sư nghe nè. Tôi là con gái lớn lên, lấy chồng thì phải theo chồng. Cực khổ nhiều tôi cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi tôi chỉ cần có một đứa con thôi à, mà ổng thì là sao? Thì luật sư hỏi ổng đi. Ê ông anh, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lại đây, đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy? Tính vô trọng kiếm miếng sâm uống. Nhà tôi thì có sâm xiết cái chồng. Đây nè, cổ muốn con, sao ông không ráng cho cổ một đứa con? Luật sư. Sao? Tôi lại luật sư. Thôi đừng lại. Luật sư còn câu hỏi nào có duyên hơn này chút xíu á. Bỏ câu này đi. Câu này là có duyên nhất của tôi rồi đó. Nói nghe nè. Sao? Duyên hay vấn đề này là vấn đề tế nhị. Tôi biết luật sư hiểu mà. Đó. Cảm ơn, hiểu rồi. Hiểu rồi. Nói về ông anh đây đã hết. Tôi biết mà. Tóm lại là ông anh đây đã hết. Nói tóm lại lần nữa thì là ông anh đây đã hết. Chi quá. Mày vừa bụng mày chứ thằng ôn dịch. Mày nói mày hiểu rồi, mày đưa cây viết ra tao đè vô, mày đưa ra tao đè vô rồi chưa vừa bụng mày hả? Vậy thôi tao nói quỵt tẹt lên cho rồi. Hiểu lầm mà. Rồi sao ông không ráng cho cổ đứa con? Tôi nói cho luật sư nghe, ai lại không biết điều đó. Tôi biết cổ là phụ nữ, cổ cũng cần có một đứa con. Chính bản thân tôi cũng cần có một đứa con vậy. Thấy không? Nhưng mà bây giờ đó tôi không có, đáng lý ra cổ phải chờ tôi chứ. Đúng. Bây giờ không có, không chừng 6 tháng hàng năm sau nó có sao? Hên xui mà. Đúng. Đó. Bởi vì đêm nào bà cũng biểu tôi ăn gà ác tìm thuốc bắc hết. Nhưng mà vừa rồi nó bị dịch cúm gà, nó ngưng thời gian, nó đuối ngang ai biết. Đó là ý trời chứ không phải ý tôi. Mà nói luật sư nghe, thương bả lắm tôi mới ăn gà ác, chưa có thằng đàn ông nào mà chịu đựng như tôi đâu. Sao vậy? Bà mua 30 con gà ác bà bỏ trong tủ lạnh, bà cắt 30 thang thuốc bắc về, mỗi ngày bà hầm cho tôi ăn một con. Tôi ăn 4 ngày đầu tôi còn biết con đó là con gà ác. Bà mẹ nó, tôi quất tới ngày thứ 10 cái mặt tôi còn ác hơn con gà. Trời ơi cô ơi, ổng nói như vậy tại sao cô không ráng chờ? Chờ gì? Nói tới gà ác tôi mới nói cho luật sư nghe nè. Sao? Thì cho ổng ăn gà ác, cái tự dưng cái ổng ăn kêu chứ em ơi đi vô phòng. Cái đừng tôi... có kể, thằng luật sư này nó nhiều chuyện. Nó đem ra ngoài phố nó bỏ sỉ luôn đó. Sao? Phải biết, tôi biết làm gì. Thấy mặt chứ là biết nhiều chuyện rồi nè. Đừng có kể mắc cỡ chứ. Thôi mà cứ kể. Cái tôi thấy vậy, cái tôi cũng, ổng nắm tay tôi cái đi vô trong phòng, cái ổng
nắm cái nút. Nút gì? Nút đèn ổng dặn tắt. Xong rồi cái tôi chớp chớp mắt nhìn ổng, cái ổng cũng chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi mắc cỡ cái tôi nhắm mắt lại, ổng cũng nhắm mắt. Xong tôi mở mắt ra cái ổng ngủ à. Hả? Chị kia con của trời. Nói một cái tôi muốn ngủ thiệt rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà cô à, dầu gì đi nữa thì ổng cũng đã từ bỏ những thói hư thật xấu hồi lúc còn trẻ rồi hả? Lấy con hả? Cô còn đòi hỏi ổng điều gì nữa? Thấy không? Tôi nói với cô nghe, sống ở trên đời á, chưa chắc cái gì muốn mà mình xuống làm cũng được. Thấy không? Bây giờ cô nói ổng là không có con hay cô? Cô có chắc rằng cô lấy người đàn ông khác cô sẽ có con hay không? Luật sư, xin lỗi, tôi vô duyên. Không không, câu này anh thấy em có duyên nhất. Hồi nãy giờ mày nói câu này là có duyên nè. Bây giờ em là thần tượng của Hoa rồi. Câu này em nói có duyên. Bây giờ em thử thách bả lấy em đi. Nếu có con tôi con em luôn. Hả? Xin lỗi, câu này anh vô duyên hơn nè. Đúng vậy. Bây giờ tôi hỏi hai người lần chót, hai người quyết định ly dị phải không? Yên lặng. Yên lặng có nghĩa là đồng ý. Được, tôi giúp hai người. Nhưng mà trước khi làm thủ tục thì tôi muốn nói hai người một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là vấn đề tài sản. Tài sản của ông trước khi gặp cô ta gồm có những gì? Và sau khi cô ta, tài sản gồm những gì? Tài sản ông, đó là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề ly dị. Tôi à, có chuẩn bị trước ha. Very good, very good. Hả? Cái gì? Tất cả tài sản của ông đều dành hết cho cô ta. Vậy thì phần tài sản còn lại của ông là cái gì? Tài sản của tôi, tài sản của cả cuộc đời tôi chính là cô ta đó.